Mẹ sẽ không biết là lúc đó là chắc em tầm cỡ bé Xu bây giờ 7 tuổi, mà thường đó là bố em là thường hay đi làm xa nữa. Mỗi lần về cái là kiểu về về khuya đó, mà nghĩ là lúc đó mẹ đã cho mình ngủ sớm rồi, lúc đó là 6 7 giờ là cho đi ngủ rồi. Là mà đâu có nghĩ là mình đâu có ngủ. Con nít mà nó mập, nó nghe nhất là có ba về tối hôm đó là nó có ngủ, nó nôn quá. Mà mẹ cứ nghĩ là mình ngủ rồi, mà mình thấy mẹ lúc tầm mà 9-10 giờ cái là mình cũng nghe né, mình thấy mẹ mình bận đồ ngủ, cái đánh mưa son, cái mình đưa quay qua mình ngó ngó mình nói sao mẹ điệu quá vậy, sao mẹ, cái mình lại nhắm mắt nhưng mà mình đâu có ngủ, cứ nhé nhé là nó cứ người mình nó không có ngủ được. Mà tới bây giờ mình vẫn còn nhớ luôn, là mình thấy tự nhiên cái buổi tối tự nhiên cái mình thấy, trời, con không biết chương trình này sao ba mẹ có giận con không nữa, nhưng mà sợ tẻ tới bây giờ không biết cài, nhưng mà tới đêm á mình không biết là bây giờ mình nghĩ là chắc là khuya lắm rồi đó, mình đang ngủ trên giường mà kêu một cái rầm. Trống không kèn mà có lần lên mới vô mua đúng không nào, không trống không kèn mà vẫn một có cái rầm, thế là mình cũng bưng, mình không biết là cái gì hết, nhưng mà mình sợ đó, mình bị tới bây giờ là mình bị áp lực luôn, mình sợ là mình nếu mà mình cho ba mẹ thấy được ba mẹ sẽ la, nên là mình giả bộ ngủ, mình nói ba mẹ con biết rồi á, đừng có nữa mà. Cái hoàn cảnh lúc đó, cái điều kiện á, không có phòng ốc được như bây giờ, không được đầy đủ, đúng rồi, với lại á, thứ hai nữa là bác trai đi làm xa lâu lâu mới về, thì Vi là phải là cái người trực tiếp ngủ với mẹ, tại vì lúc nào hai mẹ con cũng ngủ hỉ, nhưng mà lâu lâu về tăng mo thêm người, nghĩ là bà này bà ngủ mê, tôi mà như mẹ cô là tôi đánh thuốc mê cô rồi. Có hôm con em nó cũng tò mò về giới tính đó, xong nó hỏi một cách rõ ràng luôn, tức là mẹ đang ngồi này, xong rồi tự nhiên nó chỉ vào, xong nó bảo là mẹ ơi cái này là cái gì, cái này là cái gì. Con của Hana, nãy Hana mới giới thiệu, ít nói mà nó nói câu nào chuẩn câu đó. Thế là lúc đấy là bị khựng lại, tại vì là mình đang nghĩ là bắt đầu nghĩ sao, à mình nên nói kiểu gì, mình nói dối hay nói thật. Thế sau cùng em mới nghĩ là em bảo là cái này là cái để bắp chui ra khỏi đấy đấy, chứ làm đấy, gì còn chỗ nào để chui nữa. Bây đâu, giờ mình biết được là mình phải nói thiệt, nhưng mà hồi xưa mình hỏi bố mẹ, mình hỏi mẹ con chui ra đâu, đây nè con. Mẹ em tức là nếu mà nó tò mò mà mình nên nói cho nó biết để nó không đi tò mò bạn khác ấy, đúng không? Ngày nọ đẹp trời là em tắm cho con em, thì nó nói là bibi, bibi là trong hồi nhà trẻ dặn bibi là đi tiểu, đúng rồi, thì nó bibi mà nó đứng mà nó như vậy nè, đứng chống ngược lên vậy nè, em nói chết cha ở đâu vậy, cái thì em mới nói giống đúng ông rồi. Kia rồi thì mới nói là bậy nha, sai nha, sai nha, và từ đó về sau em nói anh làm gì cũng phải cẩn thận. Tại vì cứ nghĩ là con mình nó đang chơi phía trước, em thì đang nấu đồ ăn phía sau, ông xã thì đang đi vệ sinh ở cái toilet, ông đi tiểu mà thường đàn ông mà phải đứng hả, ông đứng thì mà thường xuyên không đóng cửa luôn, đúng đó, cái đàn ông mà thường hay vậy. Ấn tượng luôn là tới bây giờ là tiền không dám cho con tiền, gọi là mỗi lần mà ai trong nhà mà đi vệ sinh là bắt đóng cửa, và ngay cả bản thân em tắm cũng vậy, em cũng không dám cho con em nó thấy. Thì cũng bị một lần đó, lúc mì gói con chị á, nó khoảng 2 tuổi mấy á, là thay đồ mình nghĩ nó còn nhỏ thay đồ trước mặt nó, xong qua bữa sau á, cái mình treo cao lót ở trên tủ á, cái nó lấy xuống nó ướm vô, trời, chị nhìn chị hết hồn rồi. Đúng rồi đó, em cũng vậy đó, mấy đứa nhỏ cũng vậy đó, con mặt giống mẹ vậy đó, là bị gói là con trai bị hết hồn quá, nó thấy mình á, là từ đó trở đi là chị không bao giờ dám thay đồ trước mặt con gái thì đó là cũng là một cái tự nhiên, nhưng nó mà lấy cái đó nó đeo đậu làm cô bé và không đỏ. Xin chào, chúng tôi là siêu mom siêu tám, mình là Đại Ngọc Trâm, là mom cá tính. Xin chào mọi người, mình là Hana Giang Anh, mình là mom lành mạnh. Hello, mình là Chiều AV, mình là mom duyên dáng. Mình là Tuyền Mập và mình là mom màu mỡ, nhìn là thấy mỡ rồi. Mọi người nhìn Tuyền là biết là rất là khó chọn trang phục cho bản thân mình. Ngoài cái chuyện đi quay, đi diễn, đi tiếp xúc ở ngoài ra thì mình còn một cái loại trang phục mà tối cần thiết mà lúc nào mình cũng phải khư trên người. Trang phục mặc ở nhà rất là quan trọng. Em thấy có nhiều mom á, lại là sẽ có hai cái luồng, gọi là
là đồ có thương hiệu hay là đồ được bán son bán sổ. À, thương hiệu ở đây là không phải là hiệu đỉnh đỉnh của đỉnh, nhưng mà ở đây là gọi là được bán trong shop, được bày bán trong shop nè, à, rồi được trưng bày rất là chỉnh chu. Hoặc là mình cứ đi ra chợ, hoặc là những cái nơi mà họ bán đồ sale, đồ son á, 100 ngàn ba bộ, mấy chị ơi, quẹo lựa đó. Mình thấy như thế nào về hai cái dạng quần áo như vậy? Luôn lúc nào của mình cũng phải giữ cho mình một cái hình tượng thật là gọn gàng, ngăn nắp. Cho dù là đồ ở nhà, có thể là mình chọn những cái bộ đồ có thể là mua ở những cái nơi mà không phải là quá sang, nhưng mà cũng phải là có cửa hàng đàng hoàng. Để mà mình, chứ mà đổ xô ngoài chợ thì áo thun đồ này nọ hay là mấy cái thun thì em không được. Em không biết là cách hôn như thế nào, nhưng mà thường hay là những cái chỗ quẹo lựa thì em không vô lựa. Tại vì thật sự đối với em thì là mình cũng phải giữ cái hình tượng cho mình, cho dù mình ở nhà thì mình cũng phải giữ cái hình tượng là gọn gàng và gọi là sạch sẽ đó. Để khi mà chồng mình đi làm về mệt mỏi á, mà nó về nó thấy mình mà còn lượm lượm như vậy nữa chắc nó đi luôn quá vậy. Nên là em rất là sợ là mình bê bối á, lúc nào cũng phải là mướt mát. Bởi vì giống chị á, vì giống chị Trang, mặc dù ở nhà nhưng mà phải tươm tất, ở nhà cũng phải tóc tai ăn mặc sao gọn gàng. Ví dụ như nhiều khi đang ở nhà có khách hay bạn bè tới mặc nguyên bộ đồ ngủ thì đó, đột nhiên mình mặc nguyên bộ đồ ngủ mình đi xuống mình tiếp người ta. Cái mà đồ quẹo lựa mà mình lỡ có khách tiếp là mình bận đồ thì người ta để ý mình. Em thì em không có ngại cho cái vấn đề là mình mặc đồ chợ hay là mình mặc đồ ở shop, bởi vì cái loại hình của em rất là khó chọn đồ. Đó, một khi mà mình thấy cái nào vừa với mình, hợp với mình. Đúng rồi. Có ai bị chê xấu vì mặc hàng chợ bao giờ? Cái đó thì cũng không có ai chê cả, nhưng mà có bao giờ mặc đâu mà nói người ta chê, có chịu đâu. Mà chị cũng vậy, nhưng mà không biết là Hana sao. Em ấy à, ở nhà em thích mặc cái gì nó phải thoải mái, thật sự thoải mái. Tất nhiên là nó phải đẹp, em quan trọng nhất là phối đồ, phối màu đẹp. Nhưng mà em thích mặc đồ thể thao ở nhà, tức là những cái quần short mà mềm mềm ấy, xong rồi áo thì là áo phông, em thấy cái đấy là dễ chịu nhất ấy. Cũng được, cũng dễ thương, thích ngồi như thế nào cũng được. Chị sợ nhất là nhìn hình ảnh mà những người mà mặc đồ bộ, mà đồ bộ đúng chợ luôn á, cái vải mà nó bèo á, đúng rồi dạng vậy đó. Rồi xong đi ra ngoài đường, thậm chí có người đi xe máy chạy vòng vòng ở ngoài đường nó rất là tự tin luôn. Mà không hiểu tại sao có thể mặc bộ đồ đấy đi ra đường, chị không hiểu. Mình đã biết là mình đi ra đường thì mình phải một chút gì đó nghĩ cho bản thân mình phải còn để ý là nhiều người để ý tới mình đúng không? Mình ra đường mà gì đâu có những người đeo chống nắng hay gì đó, bận quần đồ ngủ, bận đồ ở nhà mà ra đường á hả? Đeo tay má ơi, tôi đâu nhiều khi em thấy còn kèm cả thả rong nữa mọi người, thiệt luôn. Nhức đầu nhất là vụ đó luôn á. Tại vì vậy là người phụ nữ mà một khi em thấy là có con rồi, có gia đình có con rồi á, họ không có còn nhiều thời gian dành cho bản thân mình nữa. Có những chị gọi là thôi kệ, mình cũng đã dán đóng thuyền rồi, quan trọng bây giờ con mình sạch sẽ, chồng mình ngon cơm là được. Không, mình thì cứ là thôi xề xòa như vậy. Không phải là họ muốn xề xòa, họ chỉ làm như vậy là bởi vì họ không đủ thời gian lo cho bản thân. Team này với lại đây là một, vậy em với Trâm là một đó, một team. Nhưng mà ở đây em thấy mọi người vẫn có, nhất là người châu Á mình nha, hay bị lẫn lộn giữa cái đồ ngủ và cái đồ mặc ở nhà. Em tưởng hai cái đấy đó là một á. Em tưởng hai cái đấy đó là một á. Có lẽ là em quen, em ngủ trưa em mặc luôn đồ kia nên em nghĩ nó là đồ ngủ. Cái đồ ngủ là nó sẽ không có cái gì phụ kiện đi theo á. Ví dụ như không là có phụ kiện bên trong. Bên trong đó, nó lỏng, nó lỏng lè lỏng lét vậy đó. Tại sao mình không mặc luôn cái đồ bộ ở nhà đi ngủ luôn? Nhiều khi mình ngủ quên mình cũng mặc được, không sao. Không, nhưng mà nói đây là cái giấc ngủ tối, giấc ngủ mà để mình relax cơ thể của mình rồi. Rất là mình dài luôn á, em 6-7 tiếng luôn đó. Thì chúng ta thường, không nên... Đúng rồi, thường mình phải chọn cái gì nó thoải mái. Đúng rồi. Như tôi em là không mặc gì hả? Không mặc gì là Hana là không mặc gì đúng không? Rồi, cắt giảm bớt một phần chi phí. Và một là không mặc gì, hai là mặc luôn cái bộ đó. Tùy vào lúc đấy là mình có cảm thấy thoải mái dễ chịu hay không. Nhưng mà em không có phân chia, chưa bao giờ em nghe cái khái niệm là phân chia giữa đồ ngủ với cả đồ bộ mặc ở nhà luôn á. Không, theo em á thì là lúc nào cũng là phải là riêng biệt hết. Tại vì mình sẽ có những cái khoảng quần áo, dạ đồ ngủ thì mình sẽ xếp một cái khay đồ ngủ vậy đó. Đúng rồi. Còn đúng rồi, về đồ bộ á thì là mình sẽ xếp quần đồ bộ. Nhưng mà em nghĩ vậy nè, khi mà mình mặc cái đồ ngủ á thì mình nên là tối giản hết tất cả các phụ kiện đi.
để cho nó đừng có cấn, rồi nó đừng có hầm, nó đừng có nực, đừng có đổ mồ hôi. Đó, nó tạo cảm giác thông thoáng thoải mái nhất có thể. Nhưng mà đối với cái bộ đồ mà mình mặc ở nhà thì có thể là nhiều khi vui vui có mấy anh đi thu tiền điện, mấy chị đi thu tiền nước hay là thu tiền hình cáp, vô tình họ kêu cửa mà không có ai ra mở cửa đấy. Của mình hết hồn mình chạy, mình mở cửa cứu à, hết hồn kỳ lắm đó, lúc đó mình bị sượng lắm đó. Thực sự là ở nhà cũng vậy đó, anh Thái thường hay nói về cái đồ ngủ của Vi lắm, của em lắm. Đúng rồi, tại vì nhà thì không phải riêng một hai vợ chồng mà còn có thằng em nữa, rồi và còn có một người, nói chung là đứa cháu. Thì là khi mà mình nhiều lúc tính của Vi á thì là thường hay rất là thoải mái về cái cách vận đồ. Ví dụ mình đang ở trong phòng ngủ đi, thì mình vận một cái đầm ngủ đi, xong rồi cái thường hay là có việc gì cái mình chạy ra phòng khách cái là cái này đây. Trời đất ơi, thay đồ ra, đồ bộ ra. Mình nói có gì đâu, gì cái đâu anh em trong nhà không à. Nó không đúng. Trời ơi, đi vậy vậy cha. Đúng rồi, mình lừa chiêu đãi người ta như vậy thôi người ta. Không phải, nhưng mà nhiều lúc mình nghĩ là cũng ở là trong nhà mà, không phải là không phải là đồ ngủ thấy ghê, nhưng mà chỉ là mình cũng nó cũng ok thôi. Mình có thể nhìn là có cái gì che là được rồi. Có không? Có cái miếng vải. Miễn ra là có cái gì mà nó không có lòi lõm ra những cái gì của mình nhiều quá. Đúng không? Chết. Thì mình bây giờ thì có rất là nhiều cách để mà mình có thể che lại những cái điều đó. Ví dụ như mình có một cái pyjama, cái gì cái khoác không được. Thường á là Vi thường hay ra thì khoác, nhưng mà anh thấy đấy thôi cũng không được luôn, lúc nào cũng phải thay đồ, phải thật sự là một cái bộ đồ. Nếu mà đã là bước ra ngoài phòng ngủ thì là em phải thay cho anh một bộ đồ. Gọi là phải, bởi vậy là lúc nào là chị cũng phải có là riêng biệt là vậy đó. Đồ ngủ mà đã ra rồi phải giục trong một cái bộ đồ ngủ đó, là phải lấy cái bộ đồ kia ra. Cái vấn đề đây là tại vì do là chắc là em không phải là em đam mê đồ ngủ. Nhưng mà không phải là người ta thích vậy, nhưng mà lâu lâu ta đổi gió, ta đổi khí vậy đó. Tức là lâu lâu ví dụ làm con thỏ đây, đúng không? Thì kiểu như vậy. Thỏ. Anh ơi, ăn cà rốt để không? Vậy luôn hả? Hổ báo cáo chồm rồi, có hôm thì là hôm nay tiền ngơ ngác. Thì tôi bật trăng luôn á. Vậy thì bà chị có bao nhiêu bộ đồ ngủ hả chị Vi? Chị hả? Nãy giờ bà kể là chị thấy cũng phải 5 bộ rồi. Không, em nhăn mà chị rất là thích, chị rất là thích làm bận đồ, cái gì là siêu tầm hết đồ ngủ quá. Thích cái gì, nói chung là lạ không? Là lạ, kiểu này kiểu kia. Ôi, vậy là bà thay đồ ngủ để bà thức này. Để bà thay đồ ngủ để người đối diện của bà thức, chứ bà không có cho người ta ngủ. Anh Thái là khó tính khi mà Vi bận đồ ngủ ra đường thôi, nhưng mà nếu mà quên ra cho trong nhà thôi. Nhưng mà trong phòng thì vô tư. Thôi mình thấy tóm lại vậy nè, giờ nào việc đó, giờ ngủ mặc đồ ngủ, còn hết giờ ngủ cứ thay đồ bình thường cho tôi, cho dù là bạn ngủ ban ngày cũng được. Nhiều khi bạn hết hồn bạn chạy ra, bạn hù người ta đó, người ta sợ đúng không? Rồi bây giờ á là thánh soi rất là nhiều, nên mình không thể nào dùng những cái miếng vải thưa mà che mắt thánh được. Đó, nhiều lúc nhà không có ai, cái nhiều dây ga đó, nhiều xuống á, cái nấu đồ ăn cho mấy đứa nhỏ cũng vậy. Cái là cũng mượn bồ đồ ngủ ấy, trong phòng cái xuống, xong rồi cái quên chết anh giao ga tới rồi cái là chạy lên lầu lại đó, thì rất là bất tiện. Anh sẽ nóng lòng, nhưng mà nếu mình sợ anh nóng lòng đó, mình nhảy xuống một cái là anh nổ mình ga luôn. Mà đấy là lý do tại sao các anh shipper suốt ngày phải chờ ấy đấy. Mà các anh suốt ngày giục ấy, bảo là nào chúng tôi còn thay quần áo này, nhớ tôi đang trong nhà vệ sinh thì sao, tôi đang tắm thì sao. Anh cứ giục âm hết cả lên, một phút làm sao kịp. Vậy là cái này là nhắc nhở mấy anh shipper nè. Các anh nên gọi điện trước khi giao hàng, bởi vì chị em phụ nữ chúng tôi còn phải chuẩn bị đầy đồ. Nhưng mà chương trình này các anh shipper không xem đâu chị. Mà ví dụ như vợ mấy anh shipper sẽ xem và nhắc nhở lại với chồng của mình trong những cái dịp nào đó mà thích hợp. Đấy là mình có nói về vấn đề của mình, thế các anh con trai thì các anh mặc gì? Thì các anh cũng mặc đồ ngủ để khen hơn thôi. Anh là cứ quần xà lõn thôi. Xà lõn để khen hơn thôi. Không, bởi vì đàn ông người ta yêu bằng mắt. Đa phần đúng là rồi. Như vậy nên mình nhưng mới... mà em cũng yêu bằng mắt đó chị. Cái đó cũng là một cái lửa để mà giữ chồng thôi. Giữ chồng sao phải giữ chồng, chồng phải giữ mình chứ. Nhưng mà em thấy các anh ấy cũng phải rất là chủ đầu tư về ngoại hình ấy. Tại vì nhá, em rất là kỵ với mấy anh chồng mà không chồng em mặc quần đùi xong rồi là mỡ ở hai bên hông nó tràn ra. Xong rồi em thì là rất là, em xin lỗi chị nhưng mà thực sự em là kẻ thù của mỡ. Ai, không, em không bị tổn thương gì cái chữ mỡ nha. Chị không bị tổn thương, nhưng mà vấn đề là khi mà em phải cân nhắc. Em tả một cái là chị thấy một sự gợi cảm nó tràn lên trong mắt chị rồi. Em hiểu không? Thật sự là em cái gu em thích mỡ cực kỳ. Em ăn phở cũng phải ăn mỡ nổi. Mà khi mà nói mà đàn ông mà có hai cái ngấn mỡ nó tràn ra cái, trời ơi nhìn nó cưng mà ngồi nựng. Em vẫn chưa hình dung được là hai cái ngấn mỡ là của cái này là cái này á, cái này bụng đây nè, đây nè. No.
Trời ơi, mu không được. Khi khi cái gì em thích vậy ha? Chỗ em lão quá. Em không thích. Em cấu là bởi vì em cảm thấy ghét. Thế xong rồi chồng em sẽ bảo là em cấu thì cơ của anh thế. Thì cơ địa mỗi người mỗi khác. Có người thì mạnh về cái sớ thịt, có người mạnh về cái sớ mỡ. Ông ấy bảo đấy, ý là ông ấy nói đùa đấy là cơ. Thì đâu là cơ của anh đang nhão ra đấy, đấy không phải mỡ đâu, nhưng thật ra nó là mỡ mà. Thôi em ơi, mỡ nó rất là đáng yêu. Nó có thể ủ ấm cơ thể, nó có thể bổ sung giống như là dự trữ cái năng lượng cho mình. Rồi. Khi mà mình buồn á nó cũng giải trí rất là cao, nhưng mình nắm hai sớ mỡ là nguyên cơ thể người ta sẽ di chuyển. Lát, nói chung là em mà em có stress thì cho em mượn. Có tính phí nha, có tính phí nha. Cho tính phí. Nói đùa vậy thôi chứ đàn ông thì cũng không có cần quá gọi là chải chuốt khi ở nhà. Tại vì đàn ông chỉ cần là sạch sẽ, thơm tho, gọn gàng là được. Em vẫn theo phe là đàn ông là phải đẹp đẽ. Tại vì ví dụ như là đúng chồng rồi. Em mà mặc cái áo chung màu, cái quần ví dụ hai cái thứ màu xanh ấy, là em cảm thấy nhức mắt. Hoặc là mặc là phải hót cái bụng vào, không được để cho hai cái bên eo nó chằm vào đây. Bên mình sport mà bên thể thao mà lúc nào cũng muốn nghe chồng mình trong một cái gì là đẹp. Chắc tôi dắt chồng bạn về đi chung team với tôi luôn quá. Chồng tôi về đi chồng team với mệt em lắm không anh. Mệt ạ, mệt. Nhưng mà ngồi thẳng lưng lên hóp bụng vào. Trời ơi, thôi mệt ghê thiệt đó. Cuộc sống một ngạt khó thở quá chị. Thôi. Chắc nhà nó không có bình oxy. Nhưng mà có quá bất công khi phụ nữ ở nhà phải chỉnh chu như vậy. Thì phụ nữ mình làm đẹp là để đàn ông ngắm mà. Thì đó rồi đâu, mình đâu mình chỉnh là hỏi. Mình chỉnh cho bản thân mình. Ổng không ngắm thì hàng xóm người ta ngắm. À, cái đó. Sợ gì, đúng không chị? Nói chung là chốt là lúc nào đúng rồi, lúc nào cũng phải yêu bản thân mình hết. Em nghĩ là như vậy. Và hàng hiệu hay hàng chợ thì cũng không quan trọng. Đúng rồi, quan trọng là mình thấy đẹp là được rồi. Thôi bây giờ nói chung là mình cứ chốt hết là mình lúc nào cũng phải đẹp. Rồi. Và mọi nơi, mỗi lúc mình cũng phải đẹp và duyên dáng. Các mom ở đây thì có con ở độ tuổi nào ạ? Con của Tiền thì 4 tuổi hơn một chút, chưa tới 4 tuổi rưỡi. Cũng khoảng con em. Đúng rồi, đang đi học nhà trẻ. Em 3 tuổi rưỡi, gần 4 tuổi. Xem. Chị thì hai bé. Bé 7 tuổi, bé 19 tháng. Ồ, mới tính, tình tình. Mới tính luôn. Còn chị? Còn chị là hai đứa con gái. Một đứa 7 tuổi, đến đứa 3 tuổi. Khi mà con tò mò và tự khám phá về giới tính thì mọi người sẽ làm gì? Tại vì nó đang đến tuổi, các em bé là đến tuổi tò mò về đúng bản rồi. Thân mình đấy. Giống như là con gái lớn của mình á, đi học á, thì là mấy bạn trai á, là thường hay là nó nói là mẹ thường hay giỡn với con á. Thì là nhiều lúc á trong cái quá trình tụi nó chơi giỡn nha thì mình không biết thế nào thì vô tình cái nó đi ngang qua nó cứ ghẹo đi nó bận đâm mà. Tại vì em là con trai nên là em thấy đúng là chúng nó tò mò thật. Ví dụ như là đi nó hay ôm chân mẹ chẳng hạn mà tự nhiên nó tóc váy mẹ lên phát luôn đấy. Mà đấy, xong rồi là con trai là con trai nó nghịch ấy. Nó nghịch chứ không phải là nó có ý gì đâu ấy. Nhưng mà tất nhiên là mình rất là mắng luôn nhưng mà mặt nó như này. Đó, xong rồi là mình nói rất là nghiêm túc nhưng mà nó vẫn không hiểu. Đúng rồi, nó không biết cái gì ấy. Nó cho nó tay vào giữa đường giữa chợ luôn mà mẹ mà mặc váy như là nó tóc cả lên ạ. Trời ơi, xấu hổ lắm. Chị đậm chứ gì, chị bị con trai chị 4 giây nữa. Nó giỡn nó như vậy á nhưng mà thật ra nó không biết gì hết. Cái chị Trâm nói á là bé nó vô thức, nó đang giỡn theo cái bản năng thôi. Nhưng mà cái mà Vi nói á thì em thấy đó là học theo người lớn. Có nhiều gia đình á rất là gọi là chủ quan trong cái vấn đề là cho con ngủ chung. Đó. Khi mà con ngủ chung á thì cha mẹ hay có cái chuyện mà đúng rồi. Làm việc á, nó nghĩ con mình nó còn nhỏ hoặc là cũng không có né, cứ nghĩ là chùm mền lên là đang múa lân thôi chứ không có làm gì hết. Cứ suy nghĩ vậy. Cái này là Vi cũng có một chia sẻ một cái nhỏ thôi, là trước á lúc mà em còn nhỏ đó thì là thời xưa cũng ngủ chung với bố mẹ, thì thực sự em nghĩ là bố mẹ sẽ không biết là lúc đó là chắc em tầm cỡ bé Su bây giờ 7 tuổi, mà thường đó là bố em là thường hay đi làm xa nữa, mỗi lần về cái là kiểu về khuya đó mà nghĩ là lúc đó mẹ đã cho mình ngủ sớm rồi, lúc là 6-7 giờ là cho đi ngủ rồi, là mà đâu có nghĩ là mình đâu có ngủ, cũng nít mà nó nghe nhất là có ba về tối hôm đó là nó có ngủ nào? Nó nôn quá mà mẹ cứ nghĩ là mình ngủ rồi, mà mình thấy mẹ lúc tầm mà 9-10 giờ cái là mình cũng nghe né, mình thấy mẹ mình bận đồ ngủ, khi đánh mưa son mình mới quay qua mình ngó mình nói sao mẹ điệu quá vậy, sao mẹ cái mình lại nhắm mắt nhưng mà mình đâu có ngủ, cứ nhé là nó cứ người mình nó không có ngủ được hồ, mà tới bây giờ mình vẫn còn nhớ luôn, là mình thấy lộ nhiên cái buổi tối
Tuy nhiên các mình thấy, trời, con không biết chương trình này sao ba mẹ có giận con không nữa, nhưng mà sợ tẻ. Tới bây giờ không biết cài, nhưng mà tới đêm á mình không biết là mấy giờ, mình nghĩ là chắc là khuya lắm rồi đó. Mình đang ngủ trên giường mà kêu một cái lầm. À, trống không kèm mà có lần lên nó vô mua đúng không nào? Không trống không kèm mà vẫn có mua. Thế là mình cũng bưng, mình không biết là cái gì hết, nhưng mà mình sợ. Đó, mình bị tới bây giờ là mình bị áp lực luôn. Mình sợ là mình nếu mà mình cho ba mẹ thấy được, ba mẹ sẽ la. À. Nên là mình giả bộ ngủ, mình nói ba mẹ con biết rồi á, đừng có nữa mà. Cái hoàn cảnh lúc đó, cái điều kiện á, không có phòng ốc được như bây giờ, không được đầy đủ. Đúng rồi. Với lại á, thứ hai nữa là bác trai đi làm xa lâu lâu mới về, thì Vi là phải là cái người trực tiếp ngủ với mẹ, tại vì lúc nào hai mẹ con cũng ngủ hỉ. Nhưng mà lâu lâu về tăng mo thêm người, nghĩ là bà này bà ngủ mê. Tôi mà như mẹ cô là tôi đánh thuốc mê cô rồi. Có hôm con em nó cũng tò mò về giới tính đó. Xong nó hỏi một cách rõ ràng luôn. Như là mẹ đang ngồi này, xong rồi tự nhiên nó chỉ vào, xong nó bảo là mẹ ơi cái này là cái gì, cái này là cái gì. Con của Hana, nãy Hana mới giới thiệu, ít nói mà nó nói câu nào chuẩn câu đó. Thế là lúc đấy là bị khựng lại, tại vì là mình đang nghĩ là bắt đầu nghĩ sao, mình nên nói kiểu gì, mình nói dối hay nói thật. Thế sau cùng em mới nghĩ là em bảo là cái này là cái để bắp chui ra khỏi đấy đấy, chứ làm đấy. Gì còn chỗ nào để chui nữa. Bây đâu, giờ mình biết được là mình phải nói thiệt, nhưng mà hồi xưa mình hỏi bố mẹ, mình hỏi mẹ con chui ra đâu, đây nè con. Mẹ em chưa ra. Tức là nếu mà nó tò mò mà mình nên nói cho nó biết để nó không đi tò mò bạn khác ấy, đúng không? Ngày nọ đẹp trời là em tắm cho con em, thì nó nói là bi là trong hồi nhà trẻ dặn bi là đi tiểu. Đúng rồi. Thì nó bi mà nó đứng mà nó như vậy nè, đứng chống ngược lên như vậy nè. Em mới nói chết cha, ở đâu vậy? Cái thì em mới nói giống hôm kia rồi. Thì mới nói là bậy nha, sai nha. Và từ đó về sau em nói anh làm gì cũng phải cẩn thận. Tại vì cứ nghĩ là con mình nó đang chơi phía trước, em thì đang nấu đồ ăn phía sau, ông xã thì đang đi vệ sinh ở cái toilet, ông đi tiểu mà thường đàn ông mà phải đứng đó, ông đứng thì mà thường xuyên không đóng cửa luôn. Đúng đó, mấy cái anh đàn ông mà thường hay vậy. Ấn tượng luôn là tới bây giờ là tiền không dám cho con tiền, và là mỗi lần mà ai trong nhà mà đi vệ sinh là bắt đóng cửa, và ngay cả bản thân em tắm cũng vậy. Em cũng không dám cho con em thấy. Thì cũng bị một lần đó. Lúc mì gói con chị á, nó khoảng 2 tuổi mấy á, là thay đồ, mình nghĩ nó còn nhỏ thay đồ trước mặt nó. Xong qua bữa sau á, cái mình treo cao lót ở trên tủ á, cái nó lấy xuống là ướm vô. Trời, chị nhìn chị hết hồn rồi. Đúng rồi đó, em cũng vậy đó, mấy đứa nhỏ cũng vậy đó. Con mặt giống mẹ vậy đó. Là bị gói là con trai bị hết hồn á, nó thấy mình á là từ đó trở đi là chị không bao giờ dám thay đồ trước mặt con gái nữa. Thì đó là cũng là một cái tự nhiên, nhưng nó mà lấy cái đó nó đeo đầu làm cô bé và con đỏ. Nhưng mà sợ là nó bị phát triển sớm cái suy nghĩ và nó tò mò sớm thôi. Đúng rồi. Nhưng mà kiểu gì thì kiểu, để tránh cái việc là nó tò mò với cả bạn học ấy, thì mình cũng nên cho con biết. Nếu mà mình càng cho con biết thì con sẽ càng bớt tò mò đi. Con của em á, thì nó có cái này nè, nhiều lúc á, là ở trong cái smartphone của em á, tự nhiên cái em vô em thấy ai mở cái gì hôn nhau, xong mỗi kia mình kêu Xu qua đây mẹ nói nghe nè, ai bấm hôn nhau đó. Con đâu có bấm đâu, con thấy con coi. Đó là mình tự nhiên cái mình cảm thấy là tại sao mà nó tìm hiểu đến lúc đó luôn đó, thì là mình tò mò mà tò mò. Đáng lẽ là không nên cấm nó, nếu chị càng cấm nó càng tìm thôi. Đáng lẽ là chị phải bảo là hôn nhau là như nào thì tình cảm chị bảo hôn nó luôn, chị hôn nó luôn thế nào, rồi là đấy, nó hôn bố, nó hôn mẹ đó. Rồi thôi, ngày hôm nay là mình biết một cái cách để mà mình ấy cho con đó. Là mình sẽ nói càng là cấm hôn con, mình nói đó giống như là mẹ trao tình yêu của mẹ cho con, mẹ hôn con đó. Chứ mà con đừng có coi như thế này nữa. Đúng. Vì có những cái cảnh không có nên cho em bé coi nha. Rồi thôi, cũng cảm ơn các mẹ rất là nhiều. Mà em nghĩ chị cũng nên đừng cho con biết cái mật khẩu điện thoại của chị. Mình nên bảo vệ quyền riêng tư ấy. Cái mật khẩu của chị á là chị khóa biết bao nhiêu lần mà sao nó biết hay ghê luôn á. Nó giống chị hồi xưa lúc mà chị quen Thái. Không, em xóa cái trang đó đi, em đào cái phần chị, kit về cho nó. Em con của em là em xóa, là nói chung là những cái gì mà nó thích là nó em xóa hết, em không muốn cho nó dùng mà nó cũng tải lại hay ghê. Hay lắm, thì nó có rất nhiều thời gian để nó tìm tòi chuyện đó. Không, nói nha, bây giờ con nít nó phát triển về cả trí tuệ lẫn thể chất.
Bởi vì cái nhu cầu mà sinh lý nó cũng sẽ đến sớm hơn mình ngày xưa. Ngăn ngừa là một chuyện, và song song đó mình cũng phải giải thích. Đúng, mà mình càng ngăn chặn thì nó càng là muốn tìm hiểu. Bản thân mình ngày xưa cũng vậy, cha mẹ lúc nào cũng là một cái thần đó, tượng đối với mình. Và khi mình phạm phải cái lỗi gì đó là mình chỉ muốn là đi bụi thôi. Tại vì sợ đối mặt á. Mình đừng có làm cho con mình nó sợ mình đến mức độ đó. Và bây giờ như thường lệ thì chúng mình sẽ đem đến một bí kíp làm đẹp trong mỗi một số. Và hôm nay thì em xin phép được đem đến một bí kíp cho mọi người. Được ạ. Đúng. Mỗi lần mà thấy Na nó được bí kíp là mừng lắm. Đây, bây giờ mọi người đưa tay về phía trước nè. Mọi người rung. Có thấy cái gì rung không mọi người đó, ơi? Mở. Tôi rung nhiều nhất nè. Trời ơi nè, nó giận sóng luôn nè. Sóng Biển Đông à chị? Đó, trời ơi, Thái Bình Dương. Xanh rồi, xanh đẻ rồi đó. Là người nó lỏng thỏng. Nói chung là hôm nay thì chúng mình sẽ tập một bài tập nhẹ nhàng để cho bắt tay thon gọn. Một bài tập cho bắt tay thân gọn nhá. Mà bài này mình có thể tập được ở nhà hoặc là ở nơi làm việc cũng được. Tại vì là nó không hề tốn diện tích và cũng không ầm ĩ, không mệt lắm đâu, chỉ mỏi thôi. Rồi bây giờ mọi người mở hai tay sang ngang nhá. Khỉu tay tạo thành một góc 90 độ. Nhưng như được mắt em vậy hả? Đây, khỉu tay ngang bằng với vai. Khỉu tay ngang bằng vai và tạo thành góc 90 độ. Chưa gì thấy mỏi rồi đó. Chưa mỏi. Mà các chị nhá, mỏi thì phải tập tiếp nhá, mỏi không được nghỉ đâu. Em ơi, nói nhanh đi, chị mỏi lắm rồi. Chị ơi, chị phải mỏi càng phải giữ chứ. Bây giờ mỏi thì nó mới có tác dụng cơ mà. Ôi thế á? Dạ vâng ạ. Chị ơi, chị đừng nói giọng đấy nữa, em cho chị giữ thêm đấy. Bây giờ chuẩn bị nhá. Bây giờ hít vào này, thở ra, chạm khỉu tay vào nhau phía trước ngực, khỉu tay ngang bằng vai. Ê, hít vào, mở tay sang ngang. Cấn không có khép được luôn á. Hết cỡ của chị là được. Mở ra nào. Mở ra rồi, đúng rồi. Mỗi người làm 20 lần nhá. Bắt đầu. 1. Hít vào, thở ra. 2. Khi thở ra hóp bụng nhá. 3. Đúng rồi, chạm khỉu tay nhau, cao tay lên chị. 4. Tuyền cao tay lên. 5. Okay. Tiếp tục. Lát nữa sẽ cắn. 6. Thở ra đi mọi người. 7. Mọi người tập trung vào hơi thở nào. 8. Tiếp tục. 9. Chạm khỉu tay vào nhau thôi mà chị Vi. 10. Đúng rồi, chạm khỉu tay. 11. Lỗi. Xong rồi, 12. Cầm ly nước nữa. Nhẹ nhàng thôi mà. 13. Tiếp tục. 14. Không ai được dừng trước em, không em tròn thêm nhá. 15. Không biết sao cầm vô lăng chạy xe. 16. Cao lên tí đi chị. 17. Chị chăm càng tí nào. 18. Chị Tuyền làm chậm hơn mọi người rồi. 19. Một cái nữa, 20, giữ nguyên ở đây. Không ai được hạ. Đan 10 đầu ngón tay vào nhau, dính khỉu tay vào nhau. Và bây giờ mình nhấp đi chị. Nào, nhấp đi. Rồi, cao lên chị. Chị Bì. 1, 2, mọi người có muốn bắt tay thân gọn không nào? Dính khỉu tay vào nhau, dính khỉu tay. Sao mà dính được? Nâng cao tay lên nào. Mình đang lắc cái gì đó. Nâng khỉu tay chạm vào nhau. Nhấp được. Nào mọi người, em đếm 30 lần. Mọi người không làm là em làm thế này. Lát gì bao em ăn chè. Mọi người có muốn kết thúc bài tập này không nào? Bắt đầu 30 lần. Em ơi, cứng cái cục thịt ướt quá đi. Chị nâng cao lên. Đúng rồi, không? Nâng một tí thôi. Đùa học sinh này không dậy được nào. Lên nào. Mọi người tập trung. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cao lên chị Vi. 9, 10, 11, 12. Và học sinh cá biệt kệ. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ô, chị Trâm. Nào, 21, 22, 23, 24, 25. Giơ tay lên nào. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 28, 28 rưỡi. Đang có tốc không? Ha, tập nhanh lên. 28, 29, 29. Chị Bì. 29, làm nhanh lên. 29, 30. Mọi người ơi, cái này giống chỉ định với mọi người. May mốt quá, nó không ốp mà nó lên bóc sồn. Tôi thấy nó có đồ đây nè. Rồi, mọi người căng tay ra như này giúp em nè. Rồi, giãn cơ tay ra nhá. Ê, cái này làm được nha, đừng giỡn à. Trời, bên. Hay quá. Ê, cái này không được nè. Ôi, chơi, còn những cái mà còn ở ngoài là chết vậy là cũng là không, cái đấy nó làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, không có tác dụng gì đâu. Vậy đó hả? Vâng, thì chị tập chị có thấy mỏi đâu đúng không? Cũng có mỏi đó. Mỏi chỗ nào? Cái cuộc sống mỏi cuộc sống đấy, chỗ đấy là nó làm đau cuộc sống chứ mỏi đâu mà mỏi. Nếu mà mình bị cuộc sống là mình cũng bị rất là nhiều bệnh đúng không? Đúng rồi. Nói chung là tất cả những cái mà giật mở cuộc sống nó sẽ làm cho chị bị tổn thương cuộc sống, bởi vì là động tác nào hay là môn nào tập nó cũng phải giữ cuộc sống lại chắc chắn.
không được làm tạo áp lực lên cuộc sống, thế thôi. Bài tập hôm nay đã kết thúc, cảm ơn tất cả mọi người. Kính thưa mọi người, đây là bài tập mà chống chỉ định với những người mà có ức bự như mọi người. Ngọt đây, bây giờ đến tiết mục khoe móng lai. Khoe móng tay đi chị nhờ. Không, cái này làm chị dán đó, đẹp không? Đẹp. Ui, em dán á chị Tiền. Đẹp. Trông đẹp nhờ. Đó, nhưng mà tại vì đâu có thời gian đâu. Là bây giờ mình đâu có thời gian mình đi ra ngoài tiệm đâu. Thì mình phải có những cái mẹo là mình dán lên thôi. Ví dụ mình đi tiệc đi là mình cũng phải dán như lại nhanh lắm. Nó không mà dán như vậy rồi nó có chốc ra. Không, cái dán đó thì nó dán sẵn trên tay của mình. Ví dụ như là mình có cái đồ đó, cái đồ dũ á, thì mình dũ theo cái bộ móng của mình xong mà mình dán lên thôi. Ví dụ như là không có móng như Hana thì mình cũng có thể dán được, cái tay hơi cùi. Cái tay hơi ngắn thôi, tại Hana nó không thích để móng dài. Đó, còn em là ví dụ như em không có thời gian ra tiệm á thì là em phải dán như vậy. Có những cái bộ nail rất là tiện nha, nó có sẵn luôn cái móng cho mình luôn á Hana. Nó chỉ là hai mươi, nó có sẵn luôn, là mình mua mình chỉ ịn như định lên luôn, là dán keo lên đã, rất là tiện lợi luôn. Thích caro có caro, thích màu nào có màu đó, mà cái giá nó rất là, nói chung là hạt rẻ luôn á. Đó, bây giờ để chị thử dán một cái. Trời ơi tay bả cục ngủm hà, không có móng luôn. Bây giờ đó, mỗi người tay đi, bây giờ chị với em làm bên đây nè, để em làm cho bạn này cái này đi ha. Em rất cái gì mà thích nó tiện lợi là em thích lắm. Trong đây có một cái miếng, một cái giấy anh con hôn để mà mình chùi lại cho nó bóng. Yes, đúng rồi. Đây, đầu tiên là mình sẽ dũa móng trước. Cái này rất hợp bộ váy mà. Đúng rồi đấy. Xong. Ơi tôi xíu xong, tôi còn móng nữa, chờ tôi chút mấy bà. Bàn của chị nha, chị Tiền cũng được. Bàn của người mẫu nè. Tên. Đây là thành quả của nãy giờ. Mần mò ra những bộ tai đẹp xuất sắc, đẹp chứ bộ. Trời ơi rất là tiện luôn, thấy không? Cắt mơm thấy chưa? Nó đơn giản. Mình đôi khi mình ở nhà mình á tự động mình dán lên cái mình đi ra, mình khỏi cần phải đi ra ngoài tiệm. Nếu mà thời gian nó nhanh hơn là mình tự sơn nó tèm lem. Hả vậy thì dùng sơn nó không có khô. Nói chung là cái này thấy mẫu mã cũng rất là nhiều, mình có thể thay đổi mẫu mã nữa. Thấy không? Mà nhanh và rẻ. Nó tốt nhất là nó rất là tiện lợi.